Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ quay lại với một video hướng dẫn cho các bạn cách săn mã giảm giá trên TikTok Shop để các bạn có thể mua được đồ giảm giá nha. Thì để mà có thể săn mã giảm giá trên TikTok Shop thì các bạn hãy cập nhật cái TikTok của các bạn lên phiên bản mới nhất nha. Thì sau khi mà cập nhật thành công cái ứng dụng của bạn thì các bạn hãy mở nó lên và các bạn hãy chọn vào một hồ sơ ở phía dưới bên phải màn hình điện thoại. Ví dụ như mình thì mình đang ở một hồ sơ rồi nha. Rồi tiếp theo là các bạn hãy nhấn vào đơn hàng của tôi nha các bạn. Thì mình sẽ nhấn vào đơn hàng của tôi. Thì sau khi mà nhấn vào đơn hàng của tôi thì các bạn sẽ được chuyển đến trung tâm đặt hàng của TikTok Shop. Thì các bạn hãy để ý đến cái mục là phiếu giảm giá của bạn và các bạn hãy nhấn vào đó nha. Thì mình sẽ nhấn vào phiếu giảm giá của bạn. Thì tại đây thì các bạn có thể xem những cái phiếu giảm giá mà bạn đang sử dụng. Nhưng mà để săn mã giảm giá thì các bạn hãy chọn vào là trung tâm voucher ở phía trên trên màn hình nha. Thì các bạn hãy chọn vào cái phần là trung tâm voucher nha. Mình sẽ chọn vào trung tâm voucher và các bạn hãy lướt và tìm xem cái mã giảm giá nào mà các bạn cần, thì các bạn hãy nhấn vào lấy mã. Thì nếu lấy mã thành công thì chữ lấy mã sẽ chuyển thành sử dụng và bạn có thể bấm vào đó để có thể sử dụng và mua sản phẩm được áp dụng luôn nha. Thì như vậy là mình vừa hướng dẫn cho các bạn cách săn mã giảm giá trên TikTok Shop rồi. Thì nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc nào hãy để lại comment ngay bên dưới, mình sẽ giải đáp nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.